Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Nói đến hóa thạch, có phải bạn tưởng rằng hóa thạch chỉ toàn xương là xương hay không? Trên thực tế, hóa thạch không chỉ có xương mà còn bao gồm rất nhiều loại khác. Chúng ta có thể có hóa thạch của mô mềm, hóa thạch dấu vết gồm những thứ như dấu chân và hang đào của động vật, hóa thạch thức ăn trong dạ dày và còn một loại hóa thạch nữa mới nghe đã thấy khủng khiếp rồi. Đó chính là hóa thạch phân của động vật. Có thể một số bạn sẽ hỏi làm sao phân có thể hóa thạch được. Theo tìm hiểu của Dynoman, phân thường sẽ hóa thạch là phân của động vật ăn thịt, có nhiều thành phần canxi và phốt pho do chúng tiêu hóa từ con mồi. Và khi gặp điều kiện môi trường khô hạn cực độ, nước sẽ bốc hơi hết, còn cục phân thì rắn lại, đồng thời sinh vật phân giải và vi sinh vật không hoạt động được, dẫn đến cục phân tồn tại trong một thời gian dài. Cho nên khi nước quay trở lại đem những lớp trầm tích bồi lấp lên trên cục phân đó, lâu dần nó sẽ trở thành hóa thạch. Ngày hôm nay, đúng vào giờ cơm tối, chúng ta hãy thử tăng thêm độ kịch tính của bữa ăn bằng cách tìm hiểu về cục phân hóa thạch nổi tiếng nhất thế giới. Nó là tác phẩm của một loài khủng long nổi tiếng, thuộc sở hữu của một bộ sưu tập nổi tiếng, được đặt tên theo một nhà cổ sinh vật học nổi tiếng và được chu du khắp thế giới để trưng bày cho bản dân thiên hạ xem. Như thế là quá đủ để nổi tiếng rồi đúng không nào? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta bắt đầu từ khoảng 67 triệu năm trước. Một anh bạn T-Rex sau khi đánh chén bữa trưa là một con khủng long ăn thực vật nào đó béo mầm, cảm thấy hơi chột bụng một chút. Anh chàng liền tìm một bờ sông, bờ suối nào đó để có thể chút bầu tâm sự, vừa hóng gió cho mát. Và sau khi quá trình đó kết thúc, nó để lại thứ mà ai cũng biết là thứ gì đó. Một chút điều kiện thuận lợi về thời tiết đã giúp cho bầu tâm sự này không bị phân hủy và nó nhanh chóng khô đi, được các lớp trầm tích bao phủ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 67 triệu năm trôi qua, đến thời của con người. Vào những năm 2000 thì một chàng sinh viên đại học tên là Geoff Franzen đang thực hiện một bài tập mà giảng viên giao cho, đó là sưu tầm một mẫu vật hóa thạch bất kỳ. Geoff Franzen dò hỏi mọi người nơi nào bán một thứ như thế và được chỉ đến một cửa hàng đồ cổ. Anh bèn đến đó dạo qua dạo lại giữa những dàn hàng, rồi tình cờ thấy một thứ kỳ lạ mà anh chưa từng nhìn thấy bao giờ. Anh hỏi ông chủ cửa hàng đồ cổ, cái này là cái gì thế? Phân đấy. Ông chủ cửa hàng trả lời, nhưng mà là phân hóa thạch. Geoff Franzen chưa từng nghĩ rằng phân hóa thạch có tồn tại và anh cảm thấy tò mò, hứng thú trước thứ này. Anh cảm thấy nó vừa hài hài vừa thú vị và với một chàng trai với 18 tuổi thì tất cả những gì anh ta thích chính là sự hài hước và thú vị. Kể từ đó thì Geoff bắt đầu tìm hiểu và sưu tầm phân hóa thạch mà theo thuật ngữ khoa học tiếng Anh gọi là coprolite. Niềm đam mê cứ lớn dần, cùng với đó là bộ sưu tập của anh cũng tăng số lượng theo. Cuối cùng thì Geoff nghĩ tại sao mình lại không chia sẻ và kiếm tiền từ bộ sưu tập của mình. Đâu phải ai cũng biết về phân hóa thạch đâu. Thế là vào năm 2014, anh đã lập ra một bảo tàng trực tuyến hết sức đặc biệt. Đó chính là Puzium. Puzium là một từ ghép giữa pu, có nghĩa là phân, và museum có nghĩa là bảo tàng. Và bạn hoàn toàn có thể hiểu theo nghĩa đen rằng Puzium chính là một bảo tàng chuyên về chất thải của các loài động vật, nhưng đương nhiên không phải là hàng tươi, vì như thế sẽ rất bốc mùi. Thay vào đó, Puzium là một bảo tàng trực tuyến tập trung sưu tầm và trưng bày phân hóa thạch. Nhờ đó thì khách tham quan sẽ không bị ám ảnh bởi mùi của những hiện vật được trưng bày. Geoff dành hết tâm huyết của mình để đi khắp nước Mỹ, sưu tầm bằng được những mẫu phân hóa thạch quý giá nhất, với đủ mọi niên đại với cái cổ nhất lên đến 400 triệu năm và cái mới nhất là 10.000 năm. Anh được mệnh danh là ông vua phân hóa thạch và bảo tàng của anh cũng lập kỷ lục thế giới về bộ sưu tập phân hóa thạch lớn nhất với trên 1.000 mẫu vật. Nhưng cổ và nhiều thôi thì chưa đủ làm nhà sưu tập phân của chúng ta hài lòng. Anh còn muốn chúng phải độc, phải hiếm, phải phá kỷ lục nữa. Đó chính là suy nghĩ đã đưa anh đến với Barnum, ngôi sao trong câu chuyện của chúng ta. Vào thời điểm đó thì cục phân hóa thạch nắm giữ kỷ lục lớn nhất thế giới là sản phẩm của một con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex. Nó có kích thước 44x16cm và thuộc sở hữu của bảo tàng Royal Saskatchewan ở Canada. Nó được sách kỷ lục Guinness công nhận vào năm 2017. Và Geoff biết, nếu muốn nâng tầm danh tiếng của Puzium, anh phải có trong tay thứ gì đó nổi bật hơn thế. Vậy là anh bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình dù biết rằng việc này khó hơn mò kim đáy bể. Trong hơn 2 năm trời, người chủ cục Puzium hầu như không thu được kết quả gì. Đến năm 2020, mọi thứ tưởng chừng như cũng không khá hơn, cho nên khi Geoff nghe tin người ta vừa đào được một thứ gì đó ở miền nam bang Dakota, Mỹ.
Anh tức tốc đến nơi và thứ đó không hề khiến anh thất vọng. Đó là một cổ phần hóa thạch lớn hơn nhiều so với cổ phần hóa thạch của bảo tàng Royal Saskatchewan. Không thể bỏ lỡ cơ hội này, George dùng hết khả năng để thuyết phục người tìm thấy cổ phần cho anh mua lại và cuối cùng cũng được toại nguyện với một số tiền không được tiết lộ. Sau khi đã có quyền sở hữu đối với cổ phần thì George đặt tên cho nó là Barnum, theo tên của nhà cổ sinh vật học đã khám phá ra hóa thạch đầu tiên của loài khủng long Tyrannosaurus Rex. Ngay sau đó thì anh đã mời tổ chức kỷ lục Guinness đến để xem xét hiện vật của mình. Trải qua một quá trình thẩm định kỹ càng thì cuối cùng, Barnum cũng được công nhận là cổ phần hóa thạch của một loài ăn thịt lớn nhất thế giới. Cổ phần hóa thạch Barnum có kích thước dài gần gấp rưỡi cổ phần nắm giữ kỷ lục trước đó, tức là 67,5cm so với 44cm, còn chiều rộng thì gần tương đương 15,7 so với 16cm. Về cân nặng thì Barnum nặng đến 9,28kg và chắc chắn bạn sẽ khá mỏi tay nếu phải cầm nó trong một thời gian dài. Niên đại của Barnum là khoảng 70-66,5 triệu năm trước, dựa trên niên đại của hệ tầng nơi nó được tìm thấy. Vì sự quý giá của nó mà George phải bọc nó trong một lớp thạch cao để cổ phần không bị vỡ vụn, chỉ để lộ một phần bên ngoài cho công chúng chiêm ngưỡng. Đến đây thì chắc chắn các bạn sẽ đặt câu hỏi, làm sao để biết Barnum chính là một cục phân, hơn nữa lại là phân của khủng long bạo chúa? Thứ nhất, để xác định xem một hóa thạch có đúng là coprolite hay phân hóa thạch hay không, người ta sẽ phải phân tích huỳnh quang thông qua một phòng thí nghiệm. Nếu trong hóa thạch có sự hiện diện của một lượng lớn phốt pho và canxi, thì người ta sẽ biết rằng đó nhiều khả năng là một cục coprolite. Kết quả phân tích của Barnum cũng giống như những cục phân hóa thạch của các loài ăn thịt đã từng được tìm thấy. Thứ hai, nó có hình dạng cục phân. Đó là hình dạng thuôn dài, bo tròn ở đầu trên và hơi phẳng ở đầu dưới. Nó cũng xếp thành hình cong gọn gàng, điều sẽ xảy ra khi nó rơi từ lỗ hậu của con khủng long bạ chúa xuống dưới đất. Thứ ba, người ta tìm thấy sự hiện diện của những vật chất dạng xương bị nghiền nát ở trong đó, chứng tỏ chủ nhân của cục phân này là một loài ăn thịt, muốn nhai cả xương của con mồi và thải ra qua đường tiêu hóa. Thứ tư, Barnum được khai quật ở khu vực rất gần các hóa thạch xương của khủng long bạo chúa, và với một cục phân cơ lớn như vậy thì nhiều khả năng nó được tạo ra bởi một con vật khổng lồ như khủng long bạo chúa. Tất nhiên là để xác định được những tiêu chí trên thì bạn phải là người có chuyên môn. Còn nếu bạn không phải là người có chuyên môn thì chắc bạn sẽ thấy Barnum chẳng khác gì những cục đá bự. Ai mà biết nó từng là phân của loài khủng long vĩ đại nhất chứ? Rất may là Barnum đã gặp được một người chủ mới có tâm và am hiểu phân hóa thạch như George Franzen. Nhờ đó nó mới trở nên nổi tiếng, là ngôi sao tại các khu trưng bày về lịch sử tự nhiên ở nhiều bảo tàng lớn trên khắp thế giới. George cũng kiếm được không ít từ việc chọn các bảo tàng thời Barnum cùng nhiều hiện vật khác của Museum. Đó chính là thành quả xứng đáng dành cho đam mê của chàng sinh viên ngày nào. Và sau 10 năm hoạt động, vào năm 2024, George đã chính thức khai trương địa điểm thực tế đầu tiên của Museum ở bang Arizona và bảo tàng này không còn là một bảo tàng thuần trực tuyến nữa. Còn với cổ phần Barnum, chủ nhân của nó không biết đã đi đâu về đâu, có trở thành hóa thạch hay không, nhưng nó thì đã trở thành một cổ phần nổi tiếng thế giới. Còn bạn có nghĩ rằng ở Việt Nam cũng có phân khủng long hóa thạch hay không? Sau khi xem clip này, mỗi khi đi ra đường hãy thử để ý xung quanh xem sao nha. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích, đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và nhớ theo dõi để cập nhật các video mới trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mây Khủng Long TV.